Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 108 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 108 Tù hú chiếm tổ chim khách Không ngờ Hồng Liên lại đột ngột trở về. Nữ nhân này quyết không thể nào lưu lại. Nếu như không, đây sẽ là một chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, Mạnh Kỳ Thiên liền quay vòng, phương hướng, đi về phía mặc Liên Điện. Ngoài điện của mặc Liên không ai coi chừng, hắn liền trực tiếp đi tới. Ai biết đi vào trong tránh điện vẫn không thấy mặc Liên, chỉ thấy bóng dáng của Thánh Quân. Mạnh Kỳ Thiên hoàng sợ, suy chút nữa buột miệng nói vội vã nuốt xuống, lại cung kính hành lễ. Mạnh, Người tới làm gì? Thánh quân đưa lưng về phía hắn, không quay người, nhưng hào quang màu vàng trên người lại khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể nào ngừng đầu nhìn thẳng. Thuộc hạ lại nghe nói, mặc liên tôn thượng bị trọng thương, đến nay vẫn chưa lành, vừa vặn lại không có việc gì tới đây để xem xét hắn một chút. Mạnh kỳ thiên cúi đầu nói. Ừ, không hẳn là trọng thương, người theo ta đi vào đây. Thánh quân cũng không chịu cứu ý đồ thực sự của hắn, chỉ để cho hắn theo vào. Mạnh Kỳ Thiên lại đi theo tới chỗ Mặc Liên nghỉ ngơi. Chiếc giường vô cùng đơn giản. Mặc Liên lại úp mặt ngủ. Phía sau lưng lộ ra, trên xương sống lưng có bố trí bốn khe hở màu đen. Mặc dù là khe hở nhưng không phải vết thương, hình như là đồ chứa. Người biết đó là gì không? Thánh Quân nói. Mạnh Kỳ Thiên lại gật đầu, lục soát khắp ở trong đầu mới không chắc chắn nói. Đó, có phải là vô cực thiên khóa? Thánh Quân lại khẽ gật đầu. Không sai trên mặt mạnh kỳ thiên xuất hiện thần sắc kinh hãi khó tin nhìn khe hở trên xương sống của mặc liên bốn khe hở tương đương với bốn thanh vô cực thiên khóa thánh quân lại hé tay ra trong tay xuất hiện hai cây gậy màu đen đưa cho mạnh kỳ thiên mạnh kỳ thiên giống như nhặt được trí bảo vội vã tiếp nhận tinh tế xem xét đây chính là vô cực thiên khóa trong truyền thuyết phía trên hoa văn tinh tế phức tạp và thần bí không khác thứ mà hắn từng thấy ở trong sách cổ tại tàng thư các bốn thanh vô cực thiên khóa mỗi một cái có thể khóa một cửa lực lượng của mặc liên hắn trước đó lợi hại như vậy rồi nếu như bốn thanh thiên khóa này cũng rút ra vậy thì trước đây ta vẫn dùng ba cây thiên khóa này khóa lại hắn hiện tại rút ra một cây là để cho hắn chậm rãi thích ứng mặc liên tôn thượng quả nhiên lại khiến cho người ta bội phục rồi mạnh kỳ thiên lại chân thành thánh quân xoay người hai tròng mắt sau mặt nạ bí hiểm lại nhìn hắn mạnh không có bốn thành vô cực thiên khóa này trói buộc mặc liên thực lực hoàn toàn ở trên ta người thấy đó là một chuyện tốt hay là xấu mạnh kỳ thiên lại cung kính nói thuộc hạ lại không dám nói bừa chỉ có thể nói nếu như mà mặc liên trung thành và tận tâm với thánh quân vậy thì đương nhiên đó là chuyện tốt nhưng trái lại <laughs> thánh quân lại cười mạnh người nói như vậy ta mới yên tâm đó Mạc Liên nhất định sẽ trung thành và tận tâm với ta. Cái này, ngươi không cần phải quá hoài nghi. Tại sao Thánh Quân lại có thể khẳng định điều đó? Mạnh Kỳ Thiên lại đánh bạo hỏi. Thánh Quân lại cười. Tất cả những lời đồn đại cũng không hẳn là vô căn cứ. Chắc người cũng đã từng nghe nói qua không ít. Mạc Liên là con trai của ta. Nó sẽ không thể nào phản bội ta. Mạnh Kỳ Thiên trong đầu giống như bị xét đánh. chưa quả thực có vô số lời đồn đại nhưng mà nghe chính miệng thánh quân thừa nhận lại khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên, sự thật này lại làm cho người ta sợ hãi. Mạnh kỳ thiên hung hăng nuốt nước miếng, đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu lên lại thấy thánh quân đã rời đi mất. Hắn hoàn toàn toát mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ thánh quân đột nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ là để nói cho hắn nghe những điều này thay, thôi sao? Để cho hắn nhìn thấy vô cực thiên khóa, cho hắn biết thân thế của Mạc Liên giống như là một lời cảnh báo rất nặng, giống như là một tảng băng, nặng nề đánh vào trong thần kinh của Mạnh Kỳ Thiên, chẳng lẽ thánh quân này đã nhận thấy điều gì đó rồi sao hắn nắm chặt lại hai cây vô cực thiên khóa trên trán lại chảy ra vô số mồ hôi lạnh trên giường mặc liên ưm một tiếng chậm rãi mở to mắt ánh mắt lại mở mị hai tay lại lần lần sờ đầu gối sau đó chậm rãi đứng dậy nghe thấy động tính của hắn mạnh kỳ thiên lại vội vã thu lại nghi hoặc cười nói người dậy rồi sao mạnh Mạc Liên nghiêng mặt, sau đó vội nói. Hồng Liên đâu? Mạnh Kỳ Thiên dường như cảm giác có điều gì bất thường. Nhưng vừa rồi, lại kinh hách quá độ, nhất thời cũng lại không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cười cười nói. Người hỏi Hồng Liên hay là hỏi Hoàng Bắc Nguyệt? Trên gương mặt tái nhợt của Mạc Liên chuyển đỏ ửng, lại thấp giọng nói. Người cũng biết. Mạc Liên, tại sao người lại nhận ra cô ta không phải là Hồng Liên, nhưng mà vẫn coi cô ta là Hồng Liên chứ? Mạnh Kỳ Thiên lại nghiêm túc nói: "Ta." Mặc Liên có một chút kinh hoàng. Ta chỉ muốn ở chung một chỗ với nàng. Nói như vậy người thích nàng. Mặc Liên gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên lại hiếp con người, đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mặc Liên. Nghe được hắn nói chuyện, Mặc Liên vội vã ngẩng đầu, không biết làm sao để đối diện với hắn mạnh kỳ thiên rất hữu hiểu rõ lý do trong lòng cảm thấy bất thường là chuyện gì trước đây mặc liên nói chuyện chỉ đơn giản có vài chữ mà thôi vừa nói lộn xộn lại không hề hoàn chỉnh thiếu chữ nọ chữ kia trung quy lại khiến cho người ta phải phán đoán hắn cùng với hồng liên ở chung với mặc liên từ lâu quen với điều này cho nên có thể nghe hiểu được phương thức nói chuyện của mặc liên nhưng người khác thì không nhất định hiểu được lúc giải trang hồng liên hắn nghe mặc liên nói chuyện với hoàng bắc nguyệt vẻ mặt của hoàng bắc nguyệt cũng mấy lần mở mịt rõ ràng là không hiểu mặc liên nói gì nhưng vừa rồi, Mặc Liên nói ra toàn những câu đầy đủ, rõ ràng, căn bản không cần phải phán đoán. Bởi vì có vết xe đổ giống như Hoàng Bắc Nguyệt, hắn suýt chút nữa đã tưởng Mặc Liên trước cũng là đồ giả. Nhưng vừa rồi Thánh Quân cũng ở đây lại là có vô cực thiên khóa, cho nên hắn lại loại bỏ ra sự nghi ngờ đó. Mạnh Mạnh Kỳ Thiên lại trầm mặc hồi lâu, khiến cho Mạc Liên bất an. Mạnh Kỳ Thiên lập tức khôi phục, lại cười cười, ngồi xuống một bên giường, ngữ khí cực kỳ bình thản nói. Mạc Liên, người thích Hoàng Bắc Nguyệt, chuyện gì cũng sẽ chịu làm vì nàng sao? Mạc Liên lại rất nghiêm túc gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên chậm rãi đầy thấp giọng: Người có biết hiện tại Hồng Liên đã trở về rồi không? Không phải là Hoàng Bắc Nguyệt, mà là Hồng Liên. Mạc Liên ngẩn ra, lập tức nói: Vậy Nguyệt đâu? Ta không biết. Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu. Tuy nhiên. Hồng Liên thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn. Không biết có phải là ả ta. Mặc Liên đột nhiên lại bắt được tay hắn. Ta sẽ đi hỏi cô ta. Khoan đã, người đừng có vội. Hoàng Bắc Nguyệt thần thông quảng đại, không phải là dây đối phó như vậy đâu. Mạnh Kỳ Thiên Trấn an vỗ vỗ bả vai của hắn. Người nghỉ ngơi lấy sức đi, ta sẽ đi hỏi thăm Hoàng Bắc Nguyệt ở đâu. Nếu như có tin tức, ta sẽ nói cho người biết. Mạnh Kỳ Thiên đứng dậy, nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của Mặc Liên, trong lòng lại biết hắn tuyệt đối thực tâm thực lòng với hoàng bắc nguyệt tình cảm đó đúng là không phải làm bộ mặc liên nếu như mà có người tổn thương hoàng bắc nguyệt người nhất định sẽ giúp nàng ấy có phải không sẽ mặc liên kiên định gật đầu mạnh kỳ thiên lại cười nói cho dù người đó có là hồng liên hay là thánh quân sao sẽ vẫn như trước không hề thay đổi ước nguyện ban đầu. Mạnh Kỳ Thiên lại hoàn toàn yên tâm, lại cười nói. Được rồi, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Hoàng Bắc Nguyện nhất định sẽ không có việc gì đâu. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài bầu trời trong xanh lại không giống như là vừa mưa, trong vắt và trong suốt. Trong không khí bí mật mang thêm một mùi tuyết tan mát lạnh làm cho người ta rất thoải mái. Có một tiếng động, hình như là chậu hoa bị đụng vỡ, sau đó là tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa sổ ở trên mặt mạnh kỳ thiên thần sắc ngưng tụ lập tức đuổi theo nhanh ra ở bên ngoài điện mặc liền bắt được một bóng dáng lạ lẫm người là ai người này mặc dù mặc phục sức của điện quang diệu nhưng mạnh kỳ thiên đã từng gặp khuôn mặt nào thì sẽ không thể nào quên được lập tức lộ tẩy hắn chưa bao giờ gặp qua người này tại điện quang diệu người nọ lại hoảng hốt ta ta là người của hồng liên tôn thượng Người buông ta ra Người của Hồng Liên Mạnh Kỳ Thiên nhíu mì Vừa rồi hắn trốn ở bên ngoài Nhất định đang nghe thấy bọn họ nói chuyện bên trong Trong mắt hiện ra sát khí Người nọ lại đột nhiên vùng tay Trong tay mơ hồ có ánh sáng Hiển nhiên là một ấn quyết Thẳng đánh về phía lồng ngực của hắn Mạnh Kỳ Thiên không dám khinh thường người bên cạnh Hồng Liên Lập tức vội vã lui về phía sau ngẩng đầu lên Thì tiểu tử này đã chạy giống như điên ra ngoài Đi được cả một quãng xa Hóa ra chỉ là phô trường thành thế tiểu tử kia đi gặp hồng liên nhất định sẽ kể lại chuyện của hắn chuyện này không thể nào giấu giếm được nữa nếu như mà hồng liên đánh bạo đi cáo trạng cho thánh quân vậy thì nguy hiểm nghĩ như vậy mạnh kỳ thiên lập tức quay người trở lại phía mặc liên điện mà trong điện của hồng liên lưu thạch vội vã thoát thân trở về thờ hồn hển kể lại mọi chuyện nghe được bên ngoài điện mặc liên cho hồng liên biết hồng liên vốn nồn nóng bất an nghe lời của hắn lại đột nhiên an tĩnh trở lại trong mắt ánh trào ra hai hàng lệ nàng lại lộ ra vẻ sâu thảm cười vì cô ta mặc Liên lại không chỉ muốn đối phó với ta Mà ngay cả thánh quân cũng muốn đối phó sao Hoàng Bắc Nguyệt Người được lắm Hồng Liên Ta thấy cái tên Mạnh Kỳ Thiên đó vừa quay trở lại Chỉ sợ là tìm Mạc Liên Lưu Thạch lại hùng hăng nuốt nước miếng Hắn vốn ngày lệnh của Hồng Liên đi tìm Mạc Liên Ai biết lúc đi vào mặc Liên điện không có ai Hắn đi tới ngoài cửa sổ Chỉ nghe thấy người bên trong nói chuyện Nhất thời Tò mò lặng lẽ lắng nghe hồng liên đứng dậy hùng hoàng cắn răng một cái chúng ta đi 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 đâu lưu thạch lại không yên nói bây giờ đi tìm thánh quân sao hắn mặc dù không biết thánh quân là ai nhưng mà hắn biết thánh quân rất lợi hại tìm hắn chắc là sẽ có hy vọng cô ta đã khiến ta không còn gì ta cũng phải làm cho cô ta mất hết nhưng trước không phải là người đó. Đã... liều thạch cực kỳ sợ hãi Lúc biết Hồng Liên không phải là Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng mà lại gây ra rất nhiều việc như vậy. Hắn chỉ biết xảy ra đại sự mà thôi. Chưa đủ đâu. Hồng Liên lớn tiếng vừa nói, không thèm để ý tới Lưu Thạch, lập tức xoay người ra ngoài. Lưu Thạch vội vội vàng vàng theo phía sau. Hai người biến mất ra khỏi Hồng Liên điện, ra khỏi điện quang diệu đã hướng về phía nước Nam Dực. Nước Nam Dực Quận chúa, ngài đi đâu mà bây giờ mới trở về? Phương Di Nương đi vào trong Lưu Vân Các, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt hoàng bắc nguyệt tiểu tụy không khỏi hoàng sợ nguyệt nhi người làm sao thế không sao hoàng bắc nguyệt ngẩng đầu lại trầm giọng nói công chúa hi hòa hôm nay tới sao phương Diên đừng thấy nàng không muốn nhiều lời cũng lại thông minh không hỏi gì thêm cười nói mấy ngày nay công chúa hi hòa thường tới phủ làm bạn với ngươi có người nhà làm bạn ta lại thấy người cũng vui vẻ mà có phải người muốn gặp công chúa hi hòa bây giờ không công chúa chắc là sẽ tới muộn đó. ta lại đặc biệt tưởng nhớ gặp mặt cô cô. di nương, người phái người tới phủ công chúa nói với người, ta dẫn một vị khách quý tới, cô cô nhất định là muốn gặp đó. hoàng bắc nguyệt lại thản nhiên nói. khách quý sao? phượng di nương lại kỳ quái. khách quý ở đâu chứ? di nương mời công chúa hi hòa tới đi. khách quý cũng sẽ sắp tới rồi. vậy được ta sẽ đi mời công chúa hi Hòa tới. Hóa ra khách quý vẫn còn chưa tới phủ, Phương Di Nương lại cười cười đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa, đột nhiên lại sửng sốt. Thiếu gia lạc lạc. Bà lại nghĩ thầm, chẳng lẽ bác Nguyệt nói khách quý chính là thiếu gia lạc lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ sao? Thân phận này quả nhiên cao quý, nhưng mà hai ngày nay, lạc lạc thiếu gia nhiều lần muốn gặp bác Nguyệt. Bác Nguyệt lại cũng đóng cửa, chặn không gặp, duy nhất chỉ có gặp công chúa Hy Hòa. Vậy cho nên, Phương Di Nương có một chút do dự, vội vã ngăn cản cửa nói thiếu gia lạc lạc để ta hỏi quận chúa một chút đã lạc lạc vậy mặt sương lạnh trong mắt có vẻ hiện ra tức giận thiếu gia lạc lạc ngày xưa anh tuấn và thiện lương bình dị và gần gũi bây giờ lại cả người lãnh khốc nhiệt tình khiến cho lòng của phương di nương cũng lại căng thẳng hồi hộp di nương để cho hắn vào đi hoàng bắc nguyệt lại cao giọng nói người đi mời công chúa hi hòa ta có chuyện muốn nói cùng với lạc lạc Nghe được giọng nói của nàng, Phương Di Nương mới yên tâm, chậm rãi nghiêng người để cho Lạc Lạc đi tới. Trong phòng, Lạc Lạc vừa đi vào, một câu cũng không nói, đã rút ra bảo kiếm bền hồng, chỉ thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Vừa rồi còn là vẻ mặt kiên nghị như xương lạnh, giờ phút này hốc mắt đã đỏ bừng lên. Tại sao? Tiếng nói nghẹn ngào, hỏi ra những chữ đó cũng cảm thấy rất khó cất nên lời. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ngồi, kiếm gió tới gần lại cũng không hề nhúc nhích bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn ta dạy người kiếm pháp người lại dùng nó để giết chết ta sao lạc lạc chấn động trên mặt anh tuấn cũng không giấu được đủ những loại tâm tình phẫn nộ khiếp sợ thất vọng đau lòng không nỡ chua xót lần lượt lại hiện lên mà hắn chỉ hỏi có hai chữ ban đầu tại sao không có tại sao hoàng bắc nguyệt lại thẳng thắn sống lưng lạnh lùng nói nào có nhiều lý do như vậy Tất cả chuyện cũng đã xảy ra rồi Ta không muốn ngụy biện Tay lạc lạc lại cầm kiếm run rẩy. Ta không tin sư phụ là người như vậy Hỏa mắc nguyệt lại dừng khóe miệng Cảm ơn ngươi Ta tin như vậy Nhưng mà lại không tin vào hai mắt của mình Lạc lạc đột nhiên lại hô to Người hận ngụy võ thần Vậy tại sao lại còn muốn để cho anh dạ gà đi nước đông ly Người biết rõ nàng ấy sẽ chết Nhưng người cũng không thèm cứu Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, không nói được một lời. Ta tình nguyện chính mình bị mù, để mà không nhìn thấy tất cả mọi chuyện này. Lạc lạc nghẹn ngào, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt. Người của nước Nam Dực chưa biết anh giả đã chết. Lúc mà ta biết được, cũng lại không thể nào tin được. Sư phụ, vậy người nói cho ta biết, giữa cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai. Chính người nhận định đúng thì đúng, tin tưởng tâm của mình nên làm thế nào thì nên làm thế. Vĩnh viễn không nên hoài nghi. Cũng không hối hận. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía kiếm của hắn. Chỉ cần đến gần một chút là có thể lấy được tánh mạng của nàng rồi. Lạc lạc ngơ ngẩn, hai mắt đỏ âu, lại nhìn nàng hồi lâu. Hắn là một nam tử hắn đại trượng phù vốn không nên khóc. Nhưng... Sư huynh! Phòng nhã ngọc đột nhiên lại xông tới, một tay lại đẩy lạc lạc ra, chạy trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tại sao Huynh lại chỉ kiếm về phía sư phụ chứ? Lạc lạc lại ngã lăn ra trên mặt đất, nước mắt đọng lại, tiện đà lại bưng mắt, thấp giọng khóc. Phong nhã ngọc không hiểu nhìn hắn, sư huynh tuổi nhỏ tài cao, thông minh và có tài, trong lòng vẫn sùng bái sư huynh sang sàng, sàng trượng nghĩa, Tự như là năm đó ngưỡng mộ mà cố gắng noi gương theo phong liên dực. Nhưng hiện tại thấy hắn khóc trật vật như vậy, tâm tình phức tạp khiến cho hắn ngơ ngác mà đứng, hoàn toàn không biết nên làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sau đó đứng dậy, đi tới bên người Lạc Lạc ngồi xổm xuống. Tại sao lại không giết chết ta? Người muốn ta tin tưởng tâm của mình, trong lòng ta chính là nghĩ như vậy đó. Lạc Lạc thấp giọng nói, "Ta xin lỗi, anh dạ." "Đứng dậy đi." Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nghiêm túc nói, Lạc Lạc lại ngẩn ra từ từ đứng dậy. Người vẫn coi ta là sư phụ sao? Hòm Bắc Nguyệt nói. Lạc lạc lại xoa nước mắt ngợt đầu. Ngày đó bái sư, ta đã nghĩ cho dù là có chết đi, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận. Tốt lắm, mang theo nhã ngọc vào trong phòng đi. Lạc lạc ngần đầu, lại khó hiểu nhìn nàng. Phòng nhã ngọc lại cao hứng nói. Sư phụ, người giúp cũng đã nhớ ra tên ta rồi. Hòm Bắc Nguyệt nói. Ta trước gọi người là gì? Là Tử Diệu. Phòng Nhã Ngọc lại bĩu môi. Lúc không có ai, sư phụ chưa bao giờ gọi ta là Tử Diệu. Đây vốn không phải là tên của ta. Vậy cho nên ta... Được rồi, vào đi. Hoàng Bắc Nguyệt cắt đứt lời của hắn. Phòng Nhã Ngọc rất nghe lời. Thúc lạc lạc cùng nhau đi vào trong một gian phòng. Buông rèm xuống, hai người lại ngồi trồm hổm trên mặt đất. Lạc lạc lại lau khuấy mắt đi rồi nói. Người không phải là tên tử diệu sao? Ừ. Phong Nhã Ngọc gật đầu. Tử diệu là sư phụ đặt cho ta, để cho ta chưa có quên bản thân mình là hoàng tử nước Bắc Diệu. Chẳng trách ta lại thấy người quen mặt. Lạc Lạc lại thấp giọng nói. Ngày đó, lúc cùng với công chúa anh dại đi nước Bắc Diệu, lên Yến Hội, hắn đã nhìn thấy thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc ở phía xa. Vậy tại sao? Người lại không nói sớm. Lạc Lạc lại nắm tay rất chặt. Phòng Nhã Ngọc vô tội nói. Thì ta cũng thế thôi, ngày hôm qua gặp sư phụ mới phát hiện ra đó. Lạc lạc vén rèm lên muốn đi ra ngoài, Phòng Nhã Ngọc liền vội vã kéo tay hắn. Không có nên phá hư chuyện của sư phụ. Lạc lạc lúc này mới thôi, hai người lại an tĩnh chờ. Không bao nhiêu lâu, Phương Di Nương cất tiếng. Nguyệt Nhi, công chúa Hy Hòa tới. Hoàng Bắc Nguyệt để cho Phương Di Nương rời đi, lại mang công chúa Hy Hòa vào, đóng cửa lại. Nước đông ly lại đầu hàng Ngụy võ thần Đúng là một tên vô lại Cửa vừa đóng Công chúa Hy Hoàn lại phẫn hận nói Hòa mắc nguyệt tựa vào cửa Lạnh lùng nói Người định đi cứu hắn sao <laughs> Người tình thầm ý trọng với hắn quá đó Người không có hiểu đâu Công chúa Hy Hoàn lại đưa lưng về phía nàng Hai tay gần xanh đặt ở trên bàn Khi người thích một người Cho dù là hắn đắc tội ác tày trời Người vẫn sẽ thích hắn cũng như thích một người cam nguyện vì hắn mà phản quốc mưu hại thân nhân cái loại cảm tình đó thực sự lại khiến cho người ta cảm động đó hoàng bắc nguyệt có một chút trầm trọng nói công chúa hi hòa xoay người nhìn nàng hồng liên ngươi đừng có mà chỉ biết nói ta ngươi không phải là nói sẽ cùng với nước nam dực bắt nước tây nhung hai nước chia đôi hay sao tại sao hiện tại nước tây nhung đầu hàng chiến giã, nước đông ly lại bị nước bắc diệu cùng với nước nam dực cùng nhau chia cắt thậm chí ngụy võ thần lại còn viết hàng thư giết chết hoàng đế nước đông ly nữa hắn ở đây rốt cuộc là nghĩ điều gì như vậy không tốt sao ngụy võ thần không có nước đông ly hắn sẽ không còn kiêu ngạo nghênh ngang nữa chỉ có thể phụ thuộc vào người tuy rằng đúng là nói như vậy nhưng mà hành vi của hắn khiến cho ngay cả ta cũng phải khinh đó công chúa hi hỏa oán giận nói khuôn mặt diễm lệ vẫn quốc sắc thiên hương như cũ nhưng mà lúc tức giận lại toát lên một vẻ sắc sảo Hai người các người đều là người giống như nhau Chẳng ai có tư cách xem thường nhau đâu họ mất nguyệt lại cười lạnh Công chúa Hì Hòa lại cả giận nói Ta khác hắn Khác thế nào Người tìm cách mưu hại trưởng công chúa Huệ Văn Khiến cho bà ta phải chịu nhục Chẳng phải là cùng một ruột với ngụy Võ Thần hay sao Ta năm đó Hại tỷ ấy vì tỷ ấy đoạt mọi thứ của ta Ta là thứ nữ Tỷ ấy là đích nữ Ta cái gì cũng kém tỷ ấy Ta kiến công lập nghiệp ở trên chiến trường, càn cả mũi tên cho phụ hoàng. Nhưng mà phụ hoàng lại khen ngợi tỷ ấy thông minh, gặp nguy không loạn, có phòng phạm của đại tướng. Dân chúng là con yêu quý tỷ ấy, tất cả mọi người lại thích tỷ ấy. Ta thì sao? Mẫu phi của ta qua đời sớm, ta ăn nhờ ở đậu, gặp được ngụy võ thần trước, nhưng mà hắn cũng yêu thương tỷ ấy. Ta cố gắng nhiều như vậy, nhưng mà chẳng có được cái gì. Còn bị tỷ ấy trách mắng là ta liên lạc với địch nữa. Công chúa Hì Hòa vừa nói, tâm tình lại rất kích động khóc lên nghĩ ngụy võ thần đã mất đi tất cả không còn vinh mặt hất hàm sai khiến cho bà nữa liền mọi oán hận chất đống trong lòng rất nhiều năm dư cục đã có thể thổ lộ ra ta lúc ban đầu liên lạc với ngụy võ thần là bởi vì hắn muốn ta truyền lời cho hoàng tỷ ta đương nhiên không chịu hắn nhiều lần dây dưa không cẩn thận đã bị hoàng tỷ bắt gặp tỷ ấy lại có tư cách gì mà chỉ trích ta chứ chuyện tỷ ấy cùng với hiền viên vấn thiên cầu thả tưởng ta lại không biết sao đáng đời cho tỷ ấy bị chết thảm như vậy đúng là báo ứng hòa mắc nguyệt mặt không thay đổi nói mặc dù bà đối xử với người như vậy nhưng mà người cũng không nên lén lút qua lại với ngụy võ thần nhiều năm lúc trước hai nước giao chiến tổn binh hào tướng không nói lúc hòa bình nước đông ly cũng có rất nhiều tin tức của nước nam dực thậm chí cả thần thú bảo vệ ở trong học viện linh ương người lại hại chết bao nhiêu người không cảm thấy ai náy hay sao <laughs> công chứa hì hòa lại cười lạnh nước nam dực chưa từng cho ta cái gì ta tại sao lại phải hiến dâng hết thầy cho nước Nam Dực để tới mức độ chết thảm như là hoàng tỷ, còn cả mẫu phi của ta nữa. Những người này không tốt sao? Người tốt, nên chết sớm đó. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng lại dương lên. Đúng như vậy, người tốt chết sớm, nhưng mà người xấu cũng không sống được lâu đâu. Cho dù là không ai xử lý chúng, nhưng mà trời sẽ xử lý. Công chúa Hy Hòa lại cau mày nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hồng Liên, Người hôm nay lại hơi kỳ lạ đó. Ố, lạ chỗ nào? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Người nói nhảm rất nhiều. Công chúa Hi Hòa đã bình phục lại cảm xúc kích động, bản thân có một chút khó hiểu, tại sao trong lòng lại oán giận như vậy, vừa nói ra liền đã tiêu tan mọi bất mãn trong lòng suốt bao nhiêu năm. Việc này đã qua rất nhiều năm rồi, bà ngẫu nhiên nhớ tới hoàng tỷ cũng có một chút ái náy, dù sao lúc đó hoàng tỷ còn sống, coi như là cũng đối tốt với nàng, vậy cho nên trong gần ấy năm bà lại không muốn nhớ lại chuyện cũ muốn làm tròn bổn phận muốn đối xử tốt với hoàng bắc nguyệt nhưng đáng tiếc khi còn nhỏ hoàng bắc nguyệt nhù nhược vào vụng về khi lớn lên lại rất thông minh hơn nữa thiên phú cao không khác gì hiền viên vấn thiên vì vậy bà chỉ có thể lựa chọn diệt trừ bắc nguyệt được rồi người nói dẫn theo một vị khách quý tới gặp ta hắn ở đâu công chúa hi hòa lạnh lùng nói nếu như bà đã biết sau khi vào cửa đã bị trúng chiêu thức của chúc mộng thú mà không kìm lòng được nói ra hết thầy, bà nhất định sẽ tức chết mất. Hòm Bắc Nguyệt nói, ta lại mang ngụy võ thần tới. Cái gì? Ánh mắt công chúa Hì Hòa sáng rực. Hắn ở đâu? Hòm Bắc Nguyệt lại tránh ra khỏi cửa, chỉ ra ngoài. Bên ngoài. Hồng Liên, không ngờ ngươi lại hiểu rõ ta như vậy. Ta thích hắn, nhưng mà hắn nhiều năm tháng qua chẳng quan tâm tới ta. Ta lửa giận đầy bụng rồi. Đang muốn tìm hắn để chút giận đây. Công chúa Hy Hòa lại cười cười đi tới mở cửa. Ngoài cửa, ánh sáng và khí lạnh cuối đông theo nhau xông vào. Trong nháy mắt, công chúa Hy Hòa hai mắt hoa lên, dường như lại không nhìn thấy rõ được cảnh vật trước mắt. Bà nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra. Khi thấy được trước mắt ánh sáng màu vàng lắc lư, lại cũng có rồng vàng năm móng, cưỡi mây đạp gió, uy nghiêm túc mục. Trong lòng trột dạ, vội vã lùi về phía sau lại không ngờ dưới chân bị vấp ngã xuống đất người ngoài cửa chậm rãi đi tới lòng bào ngọc miệng ánh vàng bao trùm trong mắt lại tràn đầy trầm thống và không dám tin tưởng nhưng vẫn không giảm đi uy nghi của chân long thiên tử nhị hoàng tỷ chấm không ngờ ngươi là người như vậy đó hoàng thượng chậm rãi mở miệng giọng nói khô khốc hóa ra nhiều năm qua chính là ngươi câu nói kế tiếp không thốt nên lời hoàng thượng nổi giận khiến cho khí huyết xông tới ngã về phía sau thái giám lại luống cuống tay trần đỡ lấy người người có chết một vạn lần cũng sẽ không đủ đâu hoàng thượng lại chỉ chỉ ngón tay về phía công chúa hi hòa không phải hoàng thượng ta bị oan ta không biết tại sao lại như vậy lời nói vừa rồi không phải là ta muốn nói là có người dùng ảo thuật mê hoặc ta công chúa hi hòa ngây người một lúc lại lập tức thông minh quỳ xuống lại chỉ thẳng ngón tay về hoàng bắc nguyệt cô ta không phải là bác nguyệt quận chúa, cô ta chính là hồng liên của điện quang diệu, là cô ta hãm hại ta. cự nhiên phản đánh được một kích, nhiều năm khổ cực bôn ba, cho nên bà ta cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, thông minh và nhanh nhẹn. nếu như tâm tư không ác độc, vậy thì bà ta có lẽ trở thành một tiểu thư đầy thanh thế. hoàng bắc nguyệt lại cười lạnh, mặc kệ hoàng thượng liếc nhìn. ngụy võ thần người vẫn còn chưa cút ra đây để thấy công chúa. Công chúa Hi Hòa lại sững sờ, bỗng nhìn ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Ta lại quả thật dẫn theo ngụy võ thần tới, không có lừa gạt ngươi đâu. Hi Hòa cô cô. Từ một bên Lưu Vân Các, Hồng Trúc mang ngụy võ thần tới. Ngụy võ thần coi như khôn khéo giả hoạt, tự biết đầu hàng sẽ thành thần tử của nước Nam Dực, nhìn thấy Hoàng thượng liền lập tức quỳ xuống hồ lớn. tôi thần, Ngụy võ thần, tham kiến ngô hoàng vạn tuế. Hoàng thượng nhìn thấy hắn cũng sừng sốt, lúc này tin tức chưa chuyển ra mặc dù lời đồn đại nổi lên tứ phía trong dân gian song lại chẳng có sứ giả nào thực sự tới thông báo hoàng thượng cũng lại không tin ngụy võ thần này sẽ đầu hàng và mang theo thủ cấp của hoàng đế nước đông ly và ngọc tỷ cùng với hổ phủ tướng quân đến nước nam dực ngụy võ thần vội vã lấy tất cả ra khiến hiến dâng cho hoàng thượng tội thần trước đây cống hiến cho nước đông ly hết thảy ngay lệnh vua mà hành sự phạm phải rất nhiều sai lầm lớn hôm nay nguyện ý hối cải để làm người mới thuần phục nước nam dực xin hoàng thượng hãy thứ lỗi thông minh lắm chẳng trách hắn không chịu ra ngọc tỷ cho nàng hóa ra là muốn bản thân lấy ra để mà chứng tỏ thành ý hoàng thượng lại chán ghét ngụy võ thần nhưng mặc dù hắn năm đó bị hắn bắt làm tù binh nhưng mà cũng không bị ngược đãi và tra tấn gì ngược lại còn thúc đẩy hắn cùng với trưởng công chúa huệ văn cúi đầu nhìn người này mặt mày của hoàng thượng tuy có vẻ chán ghét song lại cũng chẳng có sát ý ngược lại nhìn về phía công chúa hi hòa nhị hoàng tỷ Người còn điều gì muốn nói? Nhìn thấy ngụy võ thần xuất hiện, công chúa Hì Hòa biết mình lần này đã hoàn toàn thua rồi. <laughs> Được lắm, Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại cười ha hả. Người gian trá rảo hoạt, thực sự để cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Quá khen. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Công chúa Hì Hòa lại cười cười, đột nhiên trong mắt hiện ra sát khí, giận dữ đứng dậy, lao thẳng tới phía Hoàng Thượng. Hoàng Bắc Nguyệt không ngờ bà ta lại dám to gan như vậy, tập kích cả hoàng thượng. Tuy nhiên nàng lại đứng rất gần hoàng thượng, thân hình quỷ mị trong nháy mắt tự đi lên, chạy trước mặt hoàng thượng, ra tay chụp một trưởng lên trên vai của công chúa Hi Hòa. Bà ta lại hự một tiếng rồi bay rớt ra bên ngoài. Công chúa Hi Hòa sau khi bị đánh lùi lại cũng không hề đánh tiếp, ngược lại, vỗ lực đạo, lập tức nhảy ra khỏi lưu vân các. Biết bà ta muốn chạy trốn, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng đứng dậy đuổi theo. Lạc Lạc và Phong Nhã Ngọc đi ra khỏi phòng, cũng lại muốn cùng với nàng ấy đuổi theo công chúa hi hòa bảo vệ hoàng thượng hoàng bắc nguyệt hô to một tiếng lạc lạc lập tức hiểu khi mà có ngụy võ thần ở đây hoàng thượng lại không hề an toàn chẳng trách vừa rồi nàng để cho bọn họ trốn trong phòng công chúa hi hòa thân thủ không yếu nhiều năm chăm chỉ không ngừng luyện tập chỉ là vì muốn vượt qua danh tiếng của tỷ tỷ nàng đúng là một triệu hồi sư thuộc tính hỏa triệu hồi thú là một con hỏa thiểm cấp 12. trong mắt hoàng bắc nguyệt lửa này chỉ giống như là một bữa ăn sáng nhưng mà trên người hòa thiềm có vô số bọt khí đều là nọc độc không cẩn thận dính vào sẽ lập tức bị mất mạng vậy cho nên mặc dù tốc độ của công chúa hi hòa kém nàng nhưng hoàng bắc nguyệt lại không chủ quan tới gần giữ khoảng cách an toàn mà đuổi theo phía sau điều khiển vô số đao băng sắc bén nhưng mà công chúa hi hòa rất xảo trá biết nàng không dám tới gần bởi vậy khống chế hòa thiềm hướng về chỗ đông đúc dân cư bên trong thành lâm hoài quả nhiên Chết tới nơi rồi mà vẫn không giữ lại một chút nào danh tiếng cho mình sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Nhiều dân chúng như vậy thì nàng không thể dùng thuật pháp khổng lồ công kích mà hỏa thiềm của công chúa Hy Hòa lại có thể ngang nhiên đổ sát dân chúng khiến cho nàng phải sợ hãi mà lùi bước. Hoàng Bắc Nguyệt, người giống với mẫu thân của người, tâm địa thiện lương có phải không? Vậy ngươi có dám xuống đánh với ta hay không? Có gì mà không dám. Chết vài người thì tính là gì? Ta bắt nước đông ly, chiến công như vậy không ai. Sẽ để ý ta giết vài người đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh, nửa mắt cũng không thèm nhìn dân chúng thành lâm hoài cách đó không xa. Công chúa Hỷ Hòa sừng sốt, bà biết Hoàng Tỷ thiện lương, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt này nhiều năm rồi không gặp, tại sao lại độc ác như vậy? Bà có một chút do dự không quả quyết. Nhìn thấy nàng do dự, Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lóe sáng, nhẹ nhàng hôn lên một tiếng. Xích luyện. Công chúa Hỷ Hòa hoàng sợ, lại đột nhiên quay người nhưng lại nhìn thấy thôn thiên hồng mãng rất lớn đang há miệng với nàng thôn thiên hồng mãng khó tin mở to ra hai mắt nàng tin trước mắt là cháu gái hoàng bắc nguyệt của bà nhưng mà thôn thiên hồng mãng này là sao người người chắc chắn không phải là hồng liên công chúa hi hòa lại hô to mở to mắt trừng trừng nhìn về phía sau hoàng bắc nguyệt thôn thiên hồng mãng há cái miệng rất lớn phát ra một tiếng nức nở nặng nề hai mắt bị ai oán hận hoàng bắc nguyệt lạnh mắt nhìn nó lại đột nhiên khóe miệng dương lên trong con người hiện ra một tia sáng quay đầu cười lạnh người giúp của cũng dám xuất hiện trước mặt ta sao hồng liên ta có gì mà không dám hồng liên chậm rãi đi tới trùng hợp chính là ả à mặc cùng trang phục trắng trong thuần khiết với hoàng bắc nguyệt nhàn sắc thanh nhã chỉ xứng với vẻ cường đại dường như hoàng bắc nguyệt mặc ôn nhu uyển chuyển hàm xúc giống như trưởng công chúa Huệ Văn, nếu như không, chẳng có cảm giác gì. Giống như Hồng Liên vậy, hiện tại không cần phải che giấu khí chất trời sinh bừa bãi kiêu ngạo, không hợp với vẻ thanh lịch của nàng, à lại hợp với màu đỏ như lửa. Hồng Liên chậm rãi đi tới bên người công chúa Hy Hòa, đối mặt cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Hai người lại giống nhau y như đúc, trừ biểu cảm khác biệt đến vì diệu thì lại hoàn toàn không thấy bất cứ một điểm gì nhỏ khác nhau. Công chúa Hy Hòa lại sững sốt, mới nói người mới chính là hồng liên vậy tại sao thôn thiên hồng mãng lại ở chỗ của hoàng bắc nguyệt cô ta đoạt đồ của ta ta tự nhiên cũng đoạt đồ của cô ta không phải là nhận rất hợp lý rồi hay sao hồng liên lạnh lùng liếc mắt nhìn công chúa hi hòa mới nhìn hướng hoàng bắc nguyệt người nói có phải không hoàng bắc nguyệt lại chỉ lặng lặng nhìn ả tại sao lại giống như vậy được bản thân giống như đang soi gương sư phụ đã từng nói với nàng những gì nếu như người vẫn lại cố chấp truy đuổi một kẻ địch cuối cùng người cũng sẽ biến thành hắn. Ngay lúc này, nàng chính là tâm tình như vậy. Nàng cùng với Hồng Liên không chỉ giống nhau mà trình độ cũng tương tự, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Người đoạt đồ của ta không sai, nhưng anh dạ không đắc tội gì với người. Tại sao người lại hại cô ấy? Điều chỉnh một chút tâm tình, Hoàng Bắc Nguyệt lại mở miệng. Hồng Liên lại cười một tiếng. <cười> cô ta quả thực không có thâm kiều đại hận gì với ta. Tuy nhiên, Ai bảo cô ta là người mà ngươi quan tâm? Công chúa anh dạ, thái tử chiến dã, lạc lạc thiên đại đông nhi, ta biết những kẻ này là bằng hữu của ngươi. <laughs> Cái từ bằng hữu đó quả nhiên cao thượng. Vì lý do đó mà ngươi đối phó với họ sao? Không sai, giết ngươi quá là tiện nghi rồi, ngươi đoạt quá nhiều thứ của ta, ta lại muốn chúng bạn xa lánh ngươi để cho ngươi mất đi hết thảy. Ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là bị chiếm mất." Hồng Liên lại thoải mái nói. Hoàng Bắc Nguyệt nói, "Hồng Liên, ngươi thực sự hèn hạ vô sỉ, tuy nhiên, ta thừa nhận lúc này bại bởi ngươi." "Ngươi không thua." Hồng Liên nói, "Ngươi thua là ta." "Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như ngươi không cướp Mặc Liên đi, ta sẽ không hận ngươi như thế đâu. Ngươi không hiểu tình cảm của ta với Mặc Liên, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được hắn." Vậy người có nghĩ tại sao mặc Liên lại không thích ngươi không? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhìn lại lớn tiếng nói. Ngươi hiểu rõ hắn sao? Nực cười. Hồng Liên mặt đỏ lên, bị nàng nói vài câu chọc giận, lại hồ lớn. Cho dù hắn không thèm ngó ngàng gì tới ta, ta cũng sẽ thích hắn. Ta, Hồng Liên, đời đời kiếp kiếp sẽ thích mặc Liên. Có chết cũng sẽ không thay đổi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn người, trong giọng nói ẩn chứa cảm tình quá mức. Vậy cho nên, nàng có một chút rung động nhìn nàng sửng sốt thân thể hồng liên đột nhiên run lên sau đó hóa thành một đám lửa đỏ trực tiếp xuất hiện trước mặt hoàng bắc nguyệt bảo kiếm lại quét ngang ngực của nàng xích luyện hoàng bắc nguyệt lù lù bất định như núi cao lạnh lùng nhìn ả nghe nàng nói chuyện hồng liên đột nhiên sừng sốt một chút lập tức nhìn phía sau truyền tới những tiếng sàn sạt ngay sau đó là một hơi thở quen thuộc trong đất trời vàng tới thôn thiên hồng mãng lại hé miệng ra với chủ nhân cũ rằng nành máu tanh cùng với gió bão bao phủ trên đỉnh đầu nàng cả kinh kiếm vốn sắp xuyên phá thân thể hoàng bắc nguyệt song nghe tiếng xích luyện à lại quen thuộc nhất với thôn thiên hồng mãng biết giờ phút này nó muốn nuốt trời vì vậy lập tức thu kiếm quay người lúc ả à quay người thôn thiên hồng mãng cũng lại không hề khách khí quật đuôi ra đập trúng hồng liên rơi xuống đất hoàng bắc nguyệt nhảy lên trên đỉnh đầu của thôn thiên hồng mãng hạ mắt lạnh lùng nhìn hồng liên cảm giác tu hú chiếm tổ chim khách như thế nào chứ hồng liên ngã dài trên mặt đất hùng hăng phun ra một ngụm máu ngẩng đầu nhìn hoàng bắc nguyệt cười ha ha không ngờ xích luyện quy thuận người không chí khí tí nào thôn thiên hồng máng lại bất mãn kêu lên một tiếng đau đớn giống như hổ rình mồi nhìn à phía sau công chúa hi hòa lại thấy hai người bọn họ chiến đấu biết thời cơ tốt đẹp đã tới vội vã điều khiển hỏa thiềm lén lén rời đi Xong hòa thiềm lùi lại vài bước đột nhiên lại đứng sững lại công chúa hi hòa rất khó hiểu lập tức cảm giác có một cỗ nguyên khí hỏa cường đại bay nhanh về phía bên này bà sửng sốt một chút sau đó lại thì thào là chiến giá vừa dứt lời lửa cháy màu tím trong khoảnh khắc xuất hiện trên không trung lửa cháy màu tím hùng mãnh và rừng rực mang theo hơi thở cường đại rất nguy hiểm hết trường hết tập 108. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.